Theo thông tin Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, sau mưa lũ, nhiều tuyến đường tỉnh, huyện bị sạt lở với tổng khối lượng ước khoảng 63.500 m². Có 5 cầu bị hư hỏng gồm cầu Sàn, cầu Nước Xoang, cầu Suối Danh, cầu Vá Lức và cầu Bản. Về tuyến huyện, tại huyện Trà Bồng có 7 tuyến đường bị sạt lở. Các huyện miền núi Minh Long, Sơn Hà, Ba Tơ có 15 tuyến đường bị sạt lở và 7 cầu bị hư hỏng. Các địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên dọn dẹp đất đá đổ xuống đường để phương tiện giao thông qua lại tạm thời. Ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết, có khoảng 10 xe đào cho đi trên từng tuyến để sửa chữa và hiện nay điểm nào sạt lở, tắc đường nghiêm trọng thì huy động thêm lực lượng để thông tuyến kịp thời. Tại điểm sạt lở đường DT622B đoạn qua cầu Cà Tinh, Sở Giao thông Vận tải cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động lực lượng và công binh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Trà Bồng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Bồng để triển khai tiếp cận hiện trường, xử lý tình huống và huy động các phương tiện như máy đào, xe tải, xe cứu thương để khắc phục sạt lở. Ông Nguyễn Cúc, đội trưởng đội thanh tra giao thông vận tải số 3, thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong hôm nay ngày 13 tháng 10, quyết tâm thông tuyến vì trong chiều và tối theo dự báo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh thì sẽ có trận mưa lớn, nếu không kịp thời thông tuyến thì sẽ rất khó trong việc khắc phục vì có khả năng sẽ tiếp tục bị sạt lở gây ách tắc.